trên phố và gặp các em đây. Rất hiếm khi gặp hồng bạch nhị vàng này, của nhà dân đẹp vô cùng. Hôm nay đấy đang trúng chín này. Hồng bạch nhị vàng rất thơm, nắng lóa quá nhìn không rõ. Đây là em hồng bạch nhị nâu. Hồng bạch nhị nâu cũng thơm nhưng không thơm bằng hồng bạch nhị vàng. Đó, nhị vàng đẹp thế. Ngứa thấy yêu. Thơm vô cùng. Hôm này cũng rất đẹp. Gió to quá. Quay chụp em rất là khó. Loại hồng này là của Anh Quốc, đến Úc từ thế kỷ 18.